却把。<出> chúa đó hồng ân cho con sự thân tiếng anh dìu con về nguồn hạnh phúc đến với lòng thương xót chúa ân tình tràn chứa đây với xin dâng ngàn lời ngợi ca lòng thương xót chúa bao la. lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 24 thường niên ngày 22 tháng 9 năm 2023. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ sáu chúng ta được mời gọi nhìn lên thánh tâm Chúa Giêsu, trái tim bị đâm thâu máu và nước tuôn trào. Cầu nguyện cho tất cả các tội nhân trong đó có chính chúng ta, đặc biệt cho những người khô khan nguội lạnh, tội lỗi bỏ xưng tội rực lễ, bỏ đi lễ Chúa Nhật nhiều năm tháng. Dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, cá độ bóng đá, mê game. Những người chạy theo lạc giáo, ly giáo, bỏ giáo hội. Xin cho họ được thoát khỏi quyền lực của ma quỷ sư dữ, quay về với hậu thánh, với lòng thương xót của Chúa. mình anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 24 thường niên Bài đọc một năm lẻ trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Timote, chương 6 câu 2C đến câu 12. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Timote. Anh thân mến, đây là những điều anh phải dạy, phải khuyên. Nếu có ai dạy một giáo lý khác không theo sát các lời lành mạnh, tức là các lời của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh thì người ấy lên mặt kiêu căng không biết gì cả nhưng mắc bệnh ham tranh luận và thích cãi chữ do đó sinh ra ganh tị tranh chấp lộc ngôn nghĩ xấu đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi đã hẳn Việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với ai lấy cái mình có làm đủ Quả vậy chúng ta đã không mang gì vào trần gian Thì cũng chẳng mang gì ra được Nếu có ai Nếu có cơm ăn áo mặc Ta hãy lấy thế làm đủ còn những kẻ muốn làm giàu thì xa trước cám dỗ, xa vào cặp bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong thật thế cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc vì buông theo lòng ham muốn đó nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó. Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. Hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng đó là lời Chúa. mấy châm lập lại câu đáp phúc thay ai có tâm hồn nghèo kho vì nước trời là của họ ngày vẫn hạn cơ chi phải sợ lúc bọn gian manh theo sát bùa vây tôi chung cậy vào cua cái lại vênh vang bởi lăm bạc tiền phúc thay ai có tâm hồn nghèo kho vì nước trời là của họ. Nhưng nào có ai tự chuộc nối mình, Và trả được gia thục hồi cho thiên chúa, Mạng người dù gia cao mây nữa, Thì rồi ra cũng châm dứt đời đời, Nào phạm nhân sống mãi được sao, Mà chẳng phải đến ngày tận số. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo kho, Vì nước trời là của họ. Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài Hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu Vì khi chết nó đâu mang được ca Kiếp vinh hoa chẳng theo xuông mộ phần Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó Vì nước trời là của họ Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc mình làm nên thiên hạ tan dương mình Nhưng rồi nó cùng tổ tiên về trung kiếp chẳng bao giờ còn được thấy anh dương phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ hallelujah hallelujah lạy cha là chúa tế trời đất con xin ngợi khen cha vì cha đã mặc khái mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn hallelujah Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 8 câu 1 đến câu 3. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Magdala người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ. Bà Joanna và ông gia quản lý của vua Herode. Bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy bây giờ nhiều giáo phái lạ xuất hiện với những cái tên rất là kêu đạo mẹ chúa trời chúa trời còn có mẹ nữa đấy nhá không phải không đâu vậy mà người ta vẫn cứ tin người ta vẫn cứ theo rồi thì là sứ điệp từ trời rồi thì gì đó đạo từ trời rồi đạo này đạo nọ đạo kia nhiều lắm và những người dân bây giờ đang bị hoang mang thứ cha nhà con cháu con đang yên đang hàn giờ nó mở mạng nó coi thấy đạo mẹ chúa trời rồi nó bỏ đi theo rồi giờ đi theo uh, nhóm uh, trừ quỷ rồi Bọn nó có bị quỷ đâu mà bây giờ đi theo nhóm trừ quỷ rồi. Nó trừ được ai? Nó chưa trừ, trừ nổi nó, nó trừ ai mà nó đi theo. Nguyễn Bình nó cứ thấy mạng nói hay quá Mà phải công nhận nghe hay thật Thế Sách sự thật mà không coi thì còn cái gì nữa mà không coi Giá nó để là sách giả dối thì chắc cả ai đụng tới phải không Nhưng những đạo giáo, đạo lý của những bè rối, bè muốn, bè gì bây giờ Họ mặc những cái hình thức rất là hấp dẫn Mà khổ nỗi vì cái phương tiện truyền thông Quá hiện đại Và phổ biến cũng như tự do anh sắp lập giáo phái gì rồi anh phái gì phái gì nghe ừ, gì bảy sự ừ, anh sắp lập giáo phái bảy sự bảy sự gì bảo bảy sự đâu đến đức bà còn uh, cô này lập giáo phái gì sắp lập giáo phái gì cái gì cái gì nói như đó coi tận thế ừ, cô dục phải tận thế nó người theo, theo lắm Có những người bán hết nhà cửa đất đai Đi lên cái vùng đất nào đó Bỏ số đến ngày tận thế rồi Lên nó ở Ở tới bây giờ ăn hết sạch tiền rồi Đất đai nhà cửa bán hết Chẳng thấy tận thế đâu Giờ chỉ thấy nhà tan cửa nát Biết bao nhiêu gia đình Bây giờ bị tan nát Mất hạnh phúc Vì những bẻ rối Những giáo phái lạ Những um, giáo phái Sưng um, mình là thế này thế kia vì thế mà chúng ta thấy rằng là hiện tượng này không phải mới đâu. Mà ngay từ thời Paulo, thời mà giáo hội mới được khai sinh thì đã có những chuyện xảy ra. Cho nên Paulo mới nhắc nhở Timotei là phải dạy, phải khuyên. Có nhiều người giáo viên mà con chả thấy cha nào nói cho nên tụi con cứ vậy đi theo. Hỏi anh em tại sao anh không nói bảo cũng ngại ngại gì ngại mình mà lên tiếng nói được cái nhóm nhóm đó nó lên mạng nó lại chống mình nó lại tố mình chuyện này chuyện kia cho nên là thôi cứ im cho nó an toàn việc ai ở đây làm mình phải có trách nhiệm trên phần rỗi linh hồn của con chiên bổ đạo mình chứ chú giao cho mình chăm sóc mà cho nên Phaolô nói là phải chứ không phải là nên phải dạy phải khuyên Timothée phải dạy phải khuyên những con chuyên bồ đạo của mình để cho họ tỉnh thức đừng có bị mê hoặc để cho họ cảnh giác đừng có để bị lừa nhiều người bị lừa lắm rồi đọc cuốn sách gì đó đối thoại với thượng đế cũng vậy đọc xong bây giờ nhiều người chả còn phải tin vào chúa và đạo tôi thì tin vào chúa thôi chứ còn không cần đạo gì cả Đúng thoại với thượng đế mà mình anh nói trực tiếp với chúa rồi được rồi đâu cần phải đạo nào phải vô cơ cấu làm cái gì rồi phải kỷ luật lắm mình cho nó mệt tại vì nó nó đưa ra những cái chiêu bài người ta dễ nghe chứ đón nhận vì nó thỏa mãn những cái mà người ta muốn cái người ta thích người ta cho rằng đó là đúng cho anh chị em cầu nguyện cầu nguyện cho giáo hội đặc biệt giáo hội việt nam để những người dân ý thức và những người có trách nhiệm những mục tử dám mạnh dạn lên tiếng mạnh dạn lên tiếng không ngại không sợ cứ sự thật mà nói phải bảo vệ giáo hội chứ phải bảo vệ con chiên của mình trước bao nhiêu kẻ thù đó tấn công chứ nó tấn công bằng những vũ khí độc hại là những phương tiện truyền thông chứ tại sao không dám lên tiếng cho nên follow bóng này anh phải dậy phải khuyên vì nếu có ai dạy một giáo lý khác Không theo sát các lời lành mạnh Tức là các lời của Đức Giêsu Kitô Và không theo sát giáo lý phù hợp với Đạo Thánh Thì người ấy lên mặt kiêu căng Không biết gì cả đâu. Có những người dạy Nói nó nói kinh thánh mà cha Bảo đồng ý Lấy kinh thánh nhưng mà cắt nghĩa theo cái ý riêng của nó mà người dân thì đâu có hiểu, đâu có biết rành về kinh thánh về giáo lý, nó cứ trích kinh thánh đoạn này đoạn mấy câu mấy ra nguyên một đoạn mười câu nó lấy ra có một câu thôi, đây là câu này này rồi cứ nhìn cứ câu đó đâu có được nguyên cái văn mạch nguyên cái đoạn văn mà phải đọc hết trong cái văn mạch đó mới hiểu được ý Chúa muốn nói cái gì câu chuyện đó là cái gì trích ra một câu của Chúa ra trích ra một cái một câu kinh thánh ra rồi cứ lấy câu kinh thánh đó cứ bảo là Kinh Thánh là phải không được ăn thịt, cứ ăn cỏ với gì đó. Cứ lấy sáng thế bang 15 ra rồi, cứ lấy đó mà đi giảng dạy hết. Đâu được. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta phải hết sức cẩn thận trong cái chuyện đó. Những người như vậy, lên mặt kêu căng, follow nói nha, không phải tôi nói nha. Lên mặt kêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh, ham tranh luận và thích cãi chữ bạn gặp một số người mà biết kinh thánh một tí rồi nó tranh luận đúng không rồi nó cãi chữ cái này phải như thế này bảo cãi gì tôi kinh kinh nó bảo là mà chịu đóng đinh thời quan phong siêu phi phải không không có được không được đóng đinh đóng gì đóng đanh cãi như thế cãi như vậy đúng. cho nên là họ thích cãi chữ lắm tỏ ra là thông thái tỏ ra là mình là bác học từng câu từng chữ chữ này phải dấu sắc dấu phẩy chỗ này phải dấu chấm như dấu, dấu nặng như gì đại khai như thế thích tranh luận thích cái chữ mà hậu quả là cái gì thưa anh chị em hậu quả là sinh ra ganh tị tranh chấp lộng ngôn nghĩ xấu đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc mất cả chân lý đấy hậu quả là như vậy cho nên thưa anh chị em những người mà thích tranh cãi thích tranh luận mà thích cãi chữ tôi nói tôi cười tôi bỏ đi nói làm gì cho nó mệt à được rồi à biết vậy tôi trả lời à biết vậy à thế tôi cũng chẳng đồng ý mà cũng chẳng cãi cãi chi cho nó mệt mà mình đồng ý người ta lại tưởng là người ta đúng à vậy hả à? hay thôi chứ bảo là anh nói đúng không chẳng cần thiết phải đúng hay sai trong cái chuyện đinh hay đanh. cái nào đúng? Cái nào đúng? Đinh hay đanh? Đinh, đinh cũng đúng mà đanh cũng đúng. <laughs> Vậy cãi nhau làm gì nãy giờ? Hai ông ngồi cãi nhau xuống mà tôi cứ ngồi mà súng mà nghe nghe cái. đang cãi nhau hẳn lắm chà. Ông người Bắc, ông miền Nam đang đấu khẩu, ông thì đinh, ông thì đanh. Đanh là miền gì? Bắc, đinh là miền gì? Bắc là miền gì? bắp là miền Ý, ngô là miền Ý, đậu phộng là miền Ý, đậu lạc là miền Ý. cứ ngồi hai cạnh nhau nãy giờ mấy ngày nay rồi. Thưa anh chị em, thôi những cái người mà họ thích tranh luận, thích cãi chữ, để họ ngồi nói chuyện mình, đi. vì nó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lục ngôn nghĩ xấu, đấu khẩu liên miên với những người đầu óc lệch lạc mất cả chân lý và coi việc dĩ đạo là một cái nguồn lợi đã hẳn việc dĩ đạo là nguồn lợi lớn đối với những ai lấy cái mình có làm đủ chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được hãy lấy những gì mình đang có làm đủ rồi nhà anh mấy tầng rồi hai tầng đủ chưa nhà mấy người bốn người hai người tầng đủ chưa muốn làm gì nữa mỗi người tầng mỗi người tầng con anh mấy tuổi hai tuổi mấy cho nó nằm một mình nó hoàn tầng bởi bao giờ anh mới đủ nếu cho cứ giữ lòng tham như vậy ham muốn như vậy bao giờ mới đủ cho nên những người mà tín thác tuyệt đối và quyền năng lòng thương xót Chúa thì luôn luôn lấy cái mình đang có là đủ Tạ ơn Chúa Chú ban cho con như thế này Rồi ta cũng xác tín được rằng là Mình không có đem cái gì vào trần gian Này con nhớ lúc mình sinh ra Có mặc quần áo gì không? Không có gì cả Sinh ra trần chuồng Chẳng có ra vào trần gian này Hình như là lúc đó uh, Anh mới sinh ra anh đang nắm nắm cục vàng phải không? Có không? Thấy nắm mà ừ, Thì lúc đó mới sinh ra tay nó chưa, chưa, mở ra Thì nó nắm Lúc mở ra Chẳng có gì cả Rồi Vừa rồi cái ông Ông nội ông, ông chết Ông nội cứ nắm Co chặt tay vào đó Rồi phải lấy rượu bóp mãi Tưởng ông cầm cái gì Tưởng ông cầm chìa khóa Hay cầm tờ di chúc Con cháu hè nhau bẻ ra bằng được Mở tay ông ra Có gì không? Không Rõ ràng Mình không có đem cái gì vào trần gian này và lúc mình rời trần gian này thì cũng chẳng có đem được cái gì theo hết có những người thì uh, uh, sợ rằng họ không đem gì cái được mới đi ra mua cái gì hằng mã mua tivi, tủ lạnh xe hơi máy bay bây giờ họ mua cả cái gì nữa anh biết không điện thoại rồi cái gì nữa cơ cái gì anh nói thật đi Thích nói thật đi Em theo cái gì nữa đẹp. Người đẹp Mua mấy cô đẹp lắm Bỏ ở trong đó để Con sợ xuống đó không có ai hầu hạ anh ấy Còn tội nghiệp anh ấy trà còn mua đốt đem theo Chúa tôi Cho nên là người bắt hàng má giờ dầu to mà Mua về để đốt mà cũng cứ đi mua thôi Thế có người ta suy nghĩ nó lệch lạc Suy nghĩ thế gian này có cái gì thì Khi mình về đi xuống âm phủ Đời sau cũng phải có cái đó đem theo đốt thành cho bụi thì nó đâu ra mà nó người đẹp đâu ra mà ôm mà lúc đó ông có còn sức đâu mà ôm nó chết khô queo cứng ngắc rồi cũng thành cho bụi rồi mà, mà người ta vẫn cứ tin như vậy thưa anh chị em nếu có cơm ăn áo mặc thì hãy lấy thế làm đủ đi còn những kẻ muốn làm giàu Phaolô nói rất mạnh muốn làm giàu tức là ham làm giàu không biết đó là đủ thì xa trước cám dỗ, xa và cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Này Paulo nói nha. chúng bảo là tại cha lúc nào cha cũng thích nghèo, nói về người nghèo rồi khi đụng người giàu cha nói nặng, tôi nói còn nhẹ hơn Paulo. Paulo còn nói mạnh hơn là những người muốn làm giàu thì xa và trước cám dỗ, xa và cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Khủng khiếp lắm. Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc và buông theo lòng ham muốn đó. Nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Cội rễ của tội lỗi, Cội rễ của mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Chúng ta thấy ra tòa, Bao nhiêu quan lớn, Cả thư trưởng, Cả quan cấp cao, Quan chức cao cấp nhất, Cũng ra tòa, Vì cái tội, Tiền. À, những chuyến bay giải cứu, Trong thời Covid, Người ta muốn đi về Việt Nam, Lúc đó là tất cả cách ly hết, muốn đi về Việt Nam Thay vì về Việt Nam bình thường Ví dụ đi Một cái vé bay một chuyến bay mất 1 ngàn đô đi Thì lúc đó phải mất 10 lần 10 ngàn đô Anh chị em thấy lời khủng khiếp Trên cái mà Cái nỗi đau, cái nỗi lo sợ Trong lúc, lúc mọi người đang lo sợ Cả thế giới đang lo sợ Chết đến nơi rồi đây này Không biết sống nay chết mai đây này không biết lúc là mình nhiễm covid này vậy mà vẫn ngồi đó mà toan tính vì ham tiền mà toan tính trục lợi người ta khao khát người ta muốn về thăm quê hương Việt Nam trong cơn đại dịch đó đúng ra trong cơn hoạn nạn đó thì một ngàn đô chỉ có lấy một trăm đô mới là đúng chứ phải không phải không ạ vì những người dân lao động mà Họ có giàu có gì đâu Họ muốn về thăm gia đình của họ mà lúc mà hoạn nạn như vậy Cấp bách như vậy thì giải cứu Cho người ta gọi là giải cứu Thì phải lấy rẻ hơn Thay vì một ngàn thì lấy một trăm chứ Rồi Thứ hai là lúc mà bị dịch Thì có cái gì Thử cái test Covid Thử coi mình biết có Covid hay không Ngoái mũi lại khái như vậy Thì đáng giá ra nó chỉ có 10 đô thôi tăng lên 100 đô một cái Anh chị em thấy không? Người ta gần chết rồi Người ta còn tí hơi tàn sức cạn rồi Cũng có đồng tiền lẻ kiếm cái thử coi như thế nào Mà thử biết hay không biết Cũng chẳng biết có chữa được hay không chữa Mới mới thử thôi Tôi bảo phải thì chả cần thử nữa Thử thì cũng chết mà không thử cũng chết Bây giờ thử bạn biết Covid lúc đó có chữa được không Cũng đâu chữa được đâu Mà đành đoạn nào mà đi làm tiền trên sương máu trên cái mạng sống của người ta như thế mà tăng gấp 10 tăng gấp 50 lần lên Rồi thuốc cũng vậy thuốc chích ngừa cũng thế lúc có rồi cơn đại nạn cả thế giới người ta đổ xô đi người ta giúp cho những nước nghèo còn mình thì lấy cái thuốc đấy lại cũng tăng giá lên rồi trong cơn đại dịch nghèo chính phủ hỗ trợ mỗi gia đình được 10 kg gạo hay là được một triệu cơn đại dịch qua hết từ lâu rồi mà bây giờ tôi vẫn chưa lãnh nhận được đồng tiền nào chẳng có bao gạo nào hết trơn cả làng cả xã cả ấp nó chẳng nào có đồng nào hết nó đi đâu thì mình mới thấy được là cái sự ham muốn tiền bạc nó làm cho con người chìm đóng trong cảnh hủy diệt tiêu vong không đời này thì đời sau họ cũng phải trả thôi à mà ngay đời này bây giờ ra tòa biết bao nhiêu rồi đó còn những người mà thoát ra tòa còn toán lương tâm mà còn đời sau nữa mà cái hủy diệt tiêu vong đó mới đáng sợ bây giờ họ ra tòa họ còn được đền cái tội của họ đi đời sau còn hy vọng phúc thiên đàng còn trốn tránh né tránh và chạy trọt để mà thoát còn toán lương tâm để đâu còn chúa sẽ thưởng phạt mỗi người cân xứng với việc họ làm tin mừng Chúa su nói rất rõ và họ phải trả đến đồng xu cuối cùng không thoát được đâu lưới trời thưa nhưng khó lọt lưới trời lồng lộng ai hòng mà trốn thoát được cho nên buông theo lòng ham muốn đó lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé không an đâu không yên đâu tiền máu đấy không yên đâu Anh khai báo đi Ông kia khai báo đi <laughs> Trước mặt Thiên Chúa mà mình đâu có thoát được Mình Hãy Đi theo Chúa như những người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay đi thưa anh chị em Chỉ có đi theo Đức Giêsu Mới có sự bình an đích thật Còn mình chạy theo tiền bạc Không bao giờ là cùng Anh đi xe gì rồi Mercedes, rồi muốn gì nữa? cái gì? cái gì? là là cái gì? Xe, uh, siêu, xe. siêu xe nữa, rồi siêu xe còn uh, mua được rồi gần gì nữa? máy bay, máy bay rồi, rồi, rồi cái gì nữa? Lên vũ, trụ. lên vũ trụ nữa, lên vũ trụ để ở với ai? <laughs> có ai lên được với anh đâu? có ai có tiền đâu mà lên vũ trụ? tôi thấy buồn cười thật đấy nhé mình có tiền để mình được hạnh phúc chứ phải không được sung sướng hạnh phúc mà khi anh lên vũ trụ có một mình anh cứ lơ lửng bay bay này thì cũng sung sướng và hạnh phúc cái gì hạnh phúc với ai mà anh tốn cả, một, cả tí đô la chứ đâu phải ít để mà bay lơ lửng cái đó xong rồi bay về có khi mà nó không về được nữa cứ lơ lửng đó đến tận thế <laughs> bao nhiêu là phi thuyền bị lạc trong và không chung vũ trụ bây giờ đâu biết ở đâu đâu cứ lơ lửng ấy thôi mất lực hút của trái đất rồi giờ lơ lửng muốn đi nữa không anh? nó vẫn cứ muốn. <laughs> Ta mới thấy được lòng của con người á, nó khủng khiếp lắm. Nó làm được, mình cũng phải làm được lấy đi tiếng. Mày đó bay vào vũ trụ rồi đó, mỗi vậy thôi tưởng bay vào vũ trụ gì chứ anh anh, giống như, như con khỉ ấy, anh cột vào cái phi thuyền rồi anh cũng bay vào vũ trụ chứ đây người ta là những người phi công người ta lái người ta phải thế này thế kia bay vào vũ trụ ấy. còn đây anh bỏ tiền ra người ta đặt và anh ngồi đó xong rồi ta cột chặt lại cho nó khỏi bay lơ lửng ấy, cho bay vào vũ trụ rồi đi về trả tỷ đô la đi không lại vẫn cứ đi xin khổ thế Chúng mình thấy rồi những cái ham muốn nó cuốn hút của người ta giá mà anh tôi hỏi với anh trả lời đi thì tôi thích này. đi theo lòng thương cho chúa mà khổ với anh đi không? nãy anh trả lời không suy nghĩ anh gật mà bây giờ vừa tôi hỏi cái anh cũng không suy nghĩ anh lắc đầu là sao? như luân truyền lòng thương cho chúa để cho mọi người nhận biết lòng thương cho chúa để họ được cứu độ đi không? từ từ suy nghĩ còn đi vào vũ trụ đi không? Đi. À, chết to rồi <laughs> chúng ta thấy trong một cuộc sống mà Chúa mà Chúa bảo Biết mấy nó bị sao vậy không biết nữa Cho nên Chúa thất bại Trong cuộc đi đời đi rao giảng tin mừng Có mấy người đi theo đâu Có 12 ông đi theo được, cùng một cũng bỏ Bây giờ có thêm mấy bà nữa ta nghe Khi mà Đức Giêsu Đi rào qua các thành phố Làng mạc Rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa Thì cùng đi với người Có nhóm 12 và mấy người phụ nữ nữa Cho nên thưa anh xem, vai trò của người phụ nữ được Chúa tôn trọng lắm trong bài tin mừng nhấn mạnh không phải chỉ có các tông đồ là những người đàn ông là được đi theo Chúa mà còn có những người phụ nữ nữa cho nên Chúa không phân biệt nam nữ không phân biệt lớn bé hay giàu nghèo tất cả Chúa thương Chúa gọi và Chúa chọn không có phân biệt, không có ưu tiên cho những người giàu hay là những người có học thức có địa vị, không. Thứ hai nữa là chúng muốn chia sẻ cái sứ mạng loan báo tin mừng cho hết thảy mọi người, trong đó có cả phụ nữ. Mà anh xem phải biết rằng là phụ nữ thời do Thái là hạng bị coi khinh, coi thường. Cho nên khi làm phép lạ, tính năm người đàn ông không kể đàn bà và trẻ em bao nhiêu cũng không có kể. Rồi khi mà đi theo Chúa như vậy thì ta mới thấy rằng là những người phụ nữ ấy là những người cộng tác với Chúa để loan báo tin mừng. Thì ngày hôm nay các bà các chị cũng vậy. Đừng có cứ suy nghĩ là mấy mới cha sơ chúng con đàn bà không có được cái gì đâu chúng ta thấy đức thánh cha Francisco bây giờ rất trân trọng phụ nữ và đặt những người phụ nữ làm những vai trò trong giáo triều Roma mà xưa đến giờ chưa bao giờ chưa bao giờ có người phụ nữ nào được đặt chân vào những vai trò đó vậy mà bây giờ nữ tu bây giờ những người giáo dân nữ được trao phó những trách nhiệm những trọng trách lớn trong giáo triều Roma trong hội thánh Điều đó cho thấy rằng Đức thiên Cha Francisco trở lại đúng với giá trị tin mừng, trở lại đúng với thánh ý của Thiên Chúa khi dựng nên người nam và người nữ. Chúa không phân biệt là người nam thì là số một, người nữ là số hai, nhưng mà cả hai nên một với nhau. Hà cớ gì mình có sự phân biệt đối xử, hà cớ gì mà mình người nam mình mặc cảm tự tôn và người nữ mặc cảm tự ti, chúng con là thế vận hèn, chúng con là chỉ bếp núc, chúng con là thế này thế kia, không mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa và đều có giá trị trước mặt Chúa và mỗi người có một ơn gọi một cái sứ mạng riêng không có so sánh không có so sánh Đức Thánh Cha Francisco còn nói Đức Mẹ còn được làm Mẹ của Thiên Chúa cơ mà Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đức Giêsu về mặt nhân tính cơ mà hà cái gì phụ nữ mà phải mặc cảm là thế này thế kia và nam cũng đừng cho rằng mình là hà, độc tôn phụ nữ không thể làm được tất cả mọi người đều bình đẳng và đều được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Mình xem mở kinh nguyện trang chín cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép Mình Thanh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự. Cùng ước ao chịu lây chua trong linh hồn con. song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu chua cho thật được. Thì xin chua ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như chua đã ngự vào thật. Thì con xin nằm lây cùng hợp làm một cùng chua cho trọn. Xin chua chơ để cho con lìa bo chua bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và thanh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương chùa xót thương con hết lo âu bận vương tin tưởng vào lòng chúa xót thương có ngày yên minh con coi thường có thác vào lòng chúa xót thương có cả một mùa xuân thiên đường đến với lòng thương xót chúa bôn mùa chúa đỗ ông ân cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền con Gõ Để không 求吧。